xin chào tất cả mọi người. Mình tên là My, 26 tuổi. Hiện tại thì công việc của mình là chuyên viên đào tạo kinh doanh. Hàng ngày khi mà mọi người đi ra khỏi nhà hay là đi làm thì My tin chắc là tất cả mọi người sẽ đối diện phải một cái vấn đề, đó là mình sẽ hít phải những cái lượng không khí không tốt, những cái lượng chất thải thải ra từ ô tô, xe máy, hay là mình sẽ ăn phải những cái đồ ăn mà có chứa chất độc hại. Thì tất cả những cái vấn đề đó lâu ngày tích tụ trong cơ thể của mình thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình. Thì một cái trăn trở của My đó là làm sao để mình có thể giảm bớt được những cái độc tố đó mỗi ngày dần ít đi, để luôn đảm bảo được sức khỏe của mình được tốt. Thì rất là may mắn cho My, trong 3 tuần trước My đã được gặp một cô bạn, và cô bạn đó đã giới thiệu cho My một dòng sản phẩm, đó chính là GlueWhite ạ. GlueWhite, công nghệ viên sủi chăm sóc da toàn diện đứng số 1 tại Việt Nam ạ. Tại vì sao mà My dám khẳng định GlueWhite tốt? Bởi vì là trong GlueWhite có một cái thành phần, có một tinh chất, đó là glutathione. Glutathione thì nó là một cái tinh chất mà vốn dĩ ở trong gan của mỗi người đã có rồi, nên là rất là an toàn với tất cả mọi người. GlueWhite thì cái dòng sản phẩm này hiện tại thì bây giờ đang có giá là 890k, và một liệu trình của GlueWhite thì chỉ còn giá là 1.590k thôi. Rất là an toàn và dễ sử dụng. Hàng ngày đi làm thì My chỉ cần cầm theo thôi, một viên buổi sáng và một viên buổi chiều. GlueWhite này My đã dùng được 20 ngày. Thì sau 20 ngày My bắt đầu thấy là cái cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn này, ăn uống và cái giấc ngủ của My cũng được sâu giấc hơn. Ngoài cái vấn đề tốt cho sức khỏe thì My còn phát hiện ra một điều là GlueWhite còn có tác dụng là làm da của My sáng hơn, đồng đều màu hơn, và những cái vết mụn hay là những cái vết thâm của My thì cũng dần dần mờ đi. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây ạ. Các chị ở công ty của My còn hỏi là thế dạo này My có đi chăm sóc da hay là có làm cái dịch vụ gì đó ở spa không? Thì My cũng khẳng định là cái thời gian công việc của My thì My không có, cho nên là cũng không thể nào mà thường xuyên đi spa được. Nếu mà có đi thì chắc là cuối tuần cũng chỉ đi chăm sóc da mặt bình thường thôi. Còn cái bí quyết của My chính là GlueWhite đây ạ. GlueWhite là một sản phẩm mà vừa tốt cho sức khỏe lại vừa tốt cho làm đẹp.